có người đã phụ. Chị Tư lấy sách ra. Để cho Nguyễn nhìn. Sách này con có làm gì đâu mà cho con Nguyễn. Sách đọc chứ không để đi vẽ. Sách để đọc nhưng mà con đọc để làm gì? Đọc thôi, có gì đâu. Con hiểu không? Thì đâu phải hiểu thôi. Hiểu sao? Hiểu là hiểu chứ hiểu sao. Gỡ ở phía trên là được rồi, cần chi gỡ ở dưới. Chứ gỡ sao? Đó, con gỡ này nè, được, cắt đường này, rồi mở ra hai cái nắp. Đó, tương tự gỡ bên kia, mình gỡ cái nắp ra được rồi. Yeah, đã mở ra được rồi. Rồi mở lên coi gì đây. Wow, thank you. Cảm ơn vì đã mua hàng nè. Rồi cái gì nữa nè, thẻ tích lũy nữa nè cả nhà. Đây, thẻ tích lũy nè. Rồi, sách tựa đề là gì? Giơ lên cho khán giả xem. Tại sao càng bận càng nghèo, càng nhàn càng giàu? Con có thắc mắc về chủ đề này không? Yeah, vậy để cho Quỳnh đọc thử phải không? Cảm ơn Quỳnh đã mở sách giùm chị Tư nha. Đây em ta, miệt mài gỡ sách giùm chị Tư. Sách tựa gì đọc đi con? Đang gỡ hả? Rồi, được mấy cuốn? Đây, từ đây tới đây, đọc xong rồi. Và 2/3 còn lại, chưa xong. Sẽ tiếp tục cố gắng.